chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đỉnh Audio. Video buổi tối ngày hôm nay là ngày 20 tháng 12 thì Xuân Đỉnh lại tiếp tục về những sản phẩm mới để phục vụ cho các bác, phối ghép về những bộ âm thanh, và các bác có thể là mua cả bộ âm thanh của cửa hàng Xuân Đỉnh cũng được. Vì vẫn là những hàng phân khúc bình dân vừa ví tiền, cũng như các bác có sự lựa chọn hoàn hảo cho những bộ âm thanh mà ngon bổ rẻ thì các bác cứ liên hệ cho Xuân Đỉnh. Theo thông tin cũng như chi tiết, số điện thoại là 0395 727 582, cũng như địa chỉ để mua hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Các bác có thể đến trực tiếp tại cửa hàng của Xuân Đỉnh để xem test với những sản phẩm mà mình đã lựa chọn. Còn là trong video ngày hôm nay thì cửa hàng Xuân Đỉnh nên cho các bác một cái bộ phối ghép của hãng Pioneer, gồm có hai chiếc Omni Pioneer SA 7600 mắc đôi, đàn em của 7800. Nhưng dòng này thì giá tiền nó rẻ bằng một nửa, và dòng này thì nó là dòng xuất âm tụ nên tiếng nó lại rất là ngọt, rất là mềm, phù hợp cho các bác lớn tuổi hay nghe những dòng nhạc vàng, bolero trữ tình hoặc những bản nhạc hòa tấu không lời, thì những chiếc Omni này sẽ đáp ứng được cho các bác. Tiêu chí nó luôn là mềm mại và chi tiết sạch sẽ. Bên cạnh đó thì Xuân Đỉnh đang phối ghép cho các bác là một cặp loa Pioneer CF 7000. Đây lại có hàng đẹp để phục vụ cho các bác. Dòng này thì nó là dòng loa gọi là quốc dân cũng được, hoặc là dòng phổ thông của hãng Pioneer. Dòng này thì nó rất dễ phối ghép về âm đi. Những dòng này thì các bác kể cả ghép về những dòng âm đi Kenwood, Sunsui, The Long, Victor thì đều ghép đều hay với cặp loa Pioneer F7000 này. Còn nếu như các bác ghép về bộ Pioneer thì nó thiên về cái chiều hướng là hàng đồng bộ, và tiếng khi với ghép cùng với những chiếc âm đi Pioneer thì cái độ mềm mại của phần trung âm cũng như bass test sẽ rất là dễ chịu. Cặp loa này về rất là đẹp, Pioneer CF 7000. Và phân khúc ngày hôm nay mà Xuân Đỉnh bán cho các bác thì mức giá của nó là hơn 10 triệu. Đấy, gồm có một chiếc âm ly và một cặp loa, đều là hàng bãi tuyển chọn đẹp xuất sắc. Bây giờ thì Xuân Đỉnh sẽ đi chi tiết quay cận cảnh cũng như báo giá cho các bác về hai cái sản phẩm này. Đấy, các bác có thể là mua âm ly hoặc các bác mua loa thì tùy theo nhu cầu sử dụng của mình. Còn quan điểm của Xuân Đỉnh vẫn phối ghép để các bác có thêm kinh nghiệm cũng như cách phối ghép được tốt hơn trong những bộ âm thanh của nhà mình. Đầu tiên sẽ quay cho bác về hai chiếc Omni Pioneer 7600 mắc đôi. Sau này thì về được hai chiếc đẹp len ken, rất là đẹp. Tất nhiên thì đồ cũ thì nó không tránh khỏi được chảy xước. 7600 mắc đôi thì nó ra đời từ những năm 76, 78 gì đấy. Thì tuổi đời của những dòng này nó là trên 40 năm. Nhưng những dòng này thì nó sử dụng là mặt phai nhôm màu trắng nên rất đẹp. Các cái góc cạnh của cái âm ly này không có bị móp méo gì cả. Đấy là cái điểm đẹp nhất trên những chiếc âm ly, góc cạnh nó gọi là vuông thành sắc cạnh. Đấy. Dòng này thì nó sử dụng là 4 sò than cánh xanh đen, xuất âm tụ. Đấy, công suất của nó chỉ ghi có 115W. Nhưng các bác nếu như đã là chơi về âm thanh thì các bác đừng để ý đến cái công suất đấy làm gì nhiều. Để phối ghép một cái bộ âm thanh mà chơi tốt phòng 30 đến 40 mét vuông thì các bác chỉ cần những cặp loa bass 2 năm. Mà những dòng âm ly này mà ghép với những dòng loa cổ thì lại càng hay và càng dễ đánh. Mà những cái dòng loa cổ thì các bác biết rồi, như Sunsui cổ bass 30 nó chỉ có 450W nó cũng chẳng ghi nhiều, nhưng đấy là công suất thật. Cho nên là với những chiếc âm ly 7600 mắc đôi này thì gọi ghi rõ là công suất tiêu thụ nó là 115W, nhưng các bác sẽ ghép tốt những dòng loa Nhật, những dòng loa cổ bass 2530 đánh rất là hay. Cũng như Xuân Đỉnh đang ghép cho các bác một cặp bass 2 năm nhưng chỉ cần nhích 1-2 số thôi. Đây là Xuân Đỉnh đang test trên điện thoại nhé. Còn nếu như các bác mà cắm qua nọc xì hay là cắm qua thiết bị khuếch đại khác nó tốt hơn thì tiếng sẽ hay rất nhiều. Gần 2 số thôi là nghe đã đủ phê rồi. Cho nên những dòng này thì nó không ghi công suất quá lớn, nhưng chất lượng âm thanh thì rất là tuyệt vời. Rất dễ phối ghép về loa và tiếng dòng này thì rất là hay. Đây là đàn em của 7800 mắc đôi, chạy 4 sò than xuất âm tụ. Còn dòng 7800 mắc đôi thì nó là chạy cũng 4 sò nhưng nó không phải là xuất âm tụ nên cái chất âm nó lại khác đi một chút. Cho nên những dòng này thì các bác sẽ ghép được những dòng loa cổ, loa tần giải, những dòng loa bookshelf đánh rất là hay mà giá tiền thì mềm mại. Hai chiếc âm ly này cửa hàng Xuân Đỉnh đang bán đồng giá là 5 triệu rưỡi một chiếc, 5 triệu 500 nghìn đồng một chiếc âm ly
PNSA 7600 mắc đôi. Nó sang tới 7800 mắc đôi thì cái nào xấu nhất, rẻ nhất thì nó cũng khoảng hơn 10 triệu, 11 triệu rồi. Dòng này thì nó đều là nguồn vàng hết các bác nhá. 7600 mắc đôi nguồn vàng mặt phay nhôm màu trắng. Mức giá là 5 triệu rưỡi một chiếc. Đằng sau thì cũng đều rất là đẹp luôn. Máy móc còn rất mới. Đây công suất của nó này, 115W. Nhìn tiếng rất là hay. PNSA 7600 mắc đôi có hai chiếc, cửa hàng Xuân Đỉnh đang bán mức giá là 5 triệu rưỡi. Còn quay cho bác về cặp loa thì đây là cặp PNSA 7000. Cái độ đẹp của loa thì được đánh giá theo cái phần kiềng loa. Tức là cái kiềng này, kiềng này nó là kiềng nhựa thôi, nhưng nó được mạ một lớp chrome. Nếu như mà nó xấu thì nó sẽ bị oxy hóa cái kiềng này. Và các bác thấy rõ kiềng này còn rất là mới. Và cái thứ hai nữa là cái phần màng của những cái loa bát, loa chung, loa tép, thì hai cái cặp này phần màng nó giống nhau và còn rất là đẹp, đồng đều màu. Đấy. Cặp loa này có kích thước chiều cao đạt 73, chiều ngang 37 và chiều sâu của nó là 30. Loa đẹp góc cạnh, nguyên zin, không spa tút tát. Căng cước thì là nét căng luôn. Căng cước không rách thế nào cả. Rất Xuân Đỉnh cũng có bán về dòng này. Hôm nay lại về thêm cho các bác. Rất đẹp luôn. Không rách thế nào. Góc cạnh thùng. Cặp loa này thì không biết ai nhắc mình. Cặp loa này thì nó có trở kháng là 8 ohm và công suất của nó là 70W một loa. Đấy. 8 ohm 70W. Dòng này thì chuyên nghe nhạc vàng, bolero trữ tình. Còn kể cả cặp loa này các bác có làm nếu mà nó làm ghép về những bộ để mà vừa nghe vừa hát thì cái cặp loa này hát cũng rất là hay. Vì đây không phải là lần đầu tiên Xuân Đỉnh bán về cặp F7000 mà để chắn gió, mà rất là nhiều các bác đến cửa hàng Xuân Đỉnh mua những cặp loa F7000 này về để hát karaoke cũng như nghe nhạc. Vì dòng này sử dụng là chung giấy, tép giấy. Mà tiếng dòng này thì hát thì rất là mềm, rất là ngọt. Cửa hàng Xuân Đỉnh đang bán cặp F7000 đẹp và góc cạnh còn nguyên zin tuyệt đối, mức giá là 6.500.000. Nếu như các bác lấy cả bộ thì tổng giá trị của nó là 12 triệu đồng cả bộ. Là các bác về chỉ việc cắm vào điện 100 các bác đã được nghe nhạc, chờ một cái bộ âm thanh vãi chất lượng mà giá tiền thì lại khá là mềm mại. Đây là hai cái sản phẩm mà trong video buổi tối ngày hôm nay mà Xuân Đỉnh muốn giới thiệu đến các bác. Mọi thông tin các bác cứ liên hệ theo số điện thoại của cửa hàng Xuân Đỉnh là 0395 727 582, cũng như địa chỉ để mua hàng ngõ 42 đường Trần Cung, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Các bác có thể đến trực tiếp tại cửa hàng để xem test sản phẩm của mình. Cảm ơn các bác theo dõi video và xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.